và khán giả, tôi là bác sĩ Ngọc Anh. Tôi là bác sĩ Lê Hương. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc Anh. Và như thường lệ, hôm nay là đồng hành của bác sĩ Ngọc Anh tiếp tục là thạc sĩ bác sĩ Lê Hương, chuyên gia răng trẻ em. Xin chào cả nhà. Vâng, sau video ngày hôm qua thì bác sĩ Ngọc Anh nhận được rất là nhiều câu hỏi của ba mẹ về vấn đề là phòng ngừa sâu răng. Bây giờ thì ba mẹ cũng đã ý thức được là nếu như mà con có thể phòng ngừa không có bị sâu răng sớm thì có thể sẽ đỡ được cái đoạn sau này rất là nhiều và tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cho ba mẹ. Thì ba mẹ rất là quan tâm khi mà làm sao mà để có thể phòng ngừa được sâu răng. Thì chủ đề ngày hôm nay sẽ nói về là cách nhân đôi hiệu quả của phòng ngừa sâu răng bằng chám bít hổ rạch. Cùng hỏi thôi thạc sĩ Lê Hương là chám bít hổ rạch nghĩa là gì nhá? Bác sĩ Lê Hương ơi, chám bít hổ rạch hay là gọi là silen á, có nghĩa là gì vậy? Bác sĩ có thể giải thích để cho ba mẹ hiểu kỹ được hơn không? Khi mà các bé có các răng vĩnh viễn đầu tiên mới mọc lên trong khoang miệng thì các răng này có những cái hố rãnh rất là sâu. Sâu ở đây có nghĩa là sâu so với nông. Khi mà các răng hố rãnh này nó rất là dễ động ăn vào đó và rất là dễ dẫn đến sâu răng, thì cái việc chám bít hổ rạch sẽ giúp cho lấp kín các cái hố rãnh này lại để phòng ngừa cái việc sâu răng sẽ xảy ra. Vâng, cảm ơn bác sĩ Lê Hương rất nhiều. Thì bác sĩ Ngọc Anh có một clip TikTok thì khi mà nói về chám bít hổ rạch silen phòng ngừa sâu răng thì có đến hàng triệu view về cái clip đó, chứng tỏ là bố mẹ rất là quan tâm đến cái việc phòng ngừa sâu răng. Vâng, vậy thì silen chám bít hổ rạch là có tác dụng để phòng ngừa sâu răng và sẽ nhân đôi được hiệu quả phòng ngừa sâu răng đối với cái răng đó nếu như mà cái răng đó được chám silen, đúng không bác sĩ Lê Hương? Như vậy thì chỉ định cho những cái răng, tức là mình sẽ sử dụng silen này cho những cái răng nào vậy bác sĩ? Chỉ định của silen là dành cho những cái răng vĩnh viễn phía sau mà mới mọc lên. Những cái răng này mới mọc lên trong vòng từ 1 đến 2 năm và chưa bị sâu nhé. Nhiều mẹ hỏi mình rằng các răng vĩnh viễn đã sâu rồi thì có silen được không? Không nha các mẹ. Những răng vĩnh viễn mà đã sâu rồi thì mình chỉ có trám răng thôi. Cảm ơn bác sĩ Lê Hương rất nhiều. Và chúng ta đã thấy đó, chỉ có một phương pháp rất là đơn giản thôi, giống như là video này nè. Những bước mà bác sĩ sẽ dùng để chám bít hổ rạch cho bé. Và nếu như vậy thì chỉ một cái bước đơn giản như vậy thôi nó sẽ giúp nhân đôi được hiệu quả phòng ngừa sâu răng, bên cạnh cái phương pháp mà Bogel Floor mà bác sĩ đã có rất là nhiều video đó. Và nếu như ba mẹ có bất kỳ những câu hỏi gì thắc mắc thì hãy liên hệ ngay cho bác sĩ Ngọc Anh. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà có một nụ cười bình an.